Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video này Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn một số những cái tác phẩm trong những ngày mưa bão ở nhà. Tôi vừa mới hoàn thiện xong. Một cây xanh lá móng. Trước kia ở một cái bể khác, tôi mua một cái chậu nhỏ gốm Đồng Nai và đã đưa vào đây. Một cây dáng trực văn nhân. Một cây bonsai tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng với chiều cao từ đáy chậu lên đến ngọn là 80 cm. Tôi có phối một căn nhà rông của người Tây Nguyên với ý tưởng của tôi là xây dựng một tác phẩm có tên là Bóng Cây Cơ Nia. Buổi sáng em làm dậy thấy bóng cây cơ nia bóng ngả trên ngực em, về nhớ anh không ngủ. Buổi chiều mẹ lên dậy thấy bóng cây cơ nia, mẹ hỏi cây cơ nia bóng mày ngả về đâu. Về phương mặt trời mọc, mẹ hỏi cây cơ nia rễ mày uống nước đâu. Uống nước nguồn miền Bắc. Xây dựng được một tác phẩm với một cái ý tưởng như vậy, tôi cảm thấy rất là thích thú và muốn chia sẻ với các bạn. Xây dựng từ trí tưởng tượng, từ những cái ý tưởng hợp với bóng dáng của một cây xanh tầm nhỏ, đem lại cho tôi một cái nguồn cảm hứng với đam mê cây cảnh nghệ thuật, với kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Các bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để chúng ta được nhận những cuốn video tiếp theo một cách kịp thời với số lượng lớn nhất. Và chúng ta cũng có những cái bình luận về suy nghĩ của mình đối với một tác phẩm, đối với một cách làm bonsai, cách chăm sóc và dáng thế cốt cách. Hy vọng một tác phẩm này 2 đến 3 năm nữa tạo râm dày hơn thì sẽ là một những cái tác phẩm mà tôi rất tâm đắc để chơi trong sân vườn nhà mình, là những công việc mình làm hàng ngày đã trau chuốt, đã tạo dựng lên, chúng ta càng trân trọng quý hơn tất cả.
Và đây là một số những cái tác phẩm bonsai mini. Tôi cũng nghỉ trong 3-4 ngày vừa qua, mưa bão, tôi cũng đã xây dựng lên, chia sẻ với các bạn. Đi quay video khắp nơi trên đất nước nhưng cũng phải dành một cái thời gian để được tận hưởng, để được trau chuốt, nghỉ ngơi ở nhà với không gian vườn cảnh nhà mình. Tôi cảm thấy là những cái ngày mà mình làm được một vài tác phẩm rất là tâm đắc. Đây là tác phẩm ruối. Và một cây ruối bonsai mini. Khi đến chia sẻ nhà anh nhà vườn Hùng Vĩ ở Hoài Đức, tôi đã mua cây ruối này. Về tôi cải tiến một số chi tiết cũng như là thay một cái bể. Đó là cái bể đá. Cây ruối này là cây ruối bonsai mini. Kể cả bể đá chúng ta có thể nhấc một tay lên nhẹ nhàng. Đấy. Nhưng với cái hình bóng của cây ruối, cái đường đi của thân, nếu mà cận cảnh chúng ta thấy một cây ruối rất là đẹp như vậy. Các cháu vào chưa? Bà xã tôi làm nghề giáo viên, dạy cấp 3 môn vật lý, cho nên có các cháu là thường xuyên đến để học thêm chương trình và cũng như là những cái kỳ thi luyện thi đại học, các cái môn tự nhiên như toán lý hóa. Tác phẩm ruối tôi sẽ giữ gìn và tương lai sẽ trở thành những cái tác phẩm bonsai mini tuyệt vời. Đi chưa? Mấy phút nữa nhá, 3-4 phút nữa. Cháu quê đâu? À, ngay Phú Phương đây à? Đây năm nay là các cháu là lớp 11 nhỉ? Lớp 11 lên lớp 12. Tác phẩm tiếp theo là một cây xi đá. Tôi đã đưa vào cái lục bình để không của gia đình. Nó bị sứt miệng và tôi cắt bớt đi. Tôi ém vào đây. Là một bonsai mini dáng huyệt để bàn uống nước chơi cho nó vui. Đó. Và đây là một cây xanh lá móng. Với vị trí là ém vào một cái lọ bằng xanh. Nhưng ta quan sát cái phần thân nó rất là cút kít rụt rịt như này.
Vâng. Và trong cái khuôn viên vườn cảnh nhà tôi có một cây lục vừng. Vừa rồi rất là sai hoa, nhưng đến bây giờ hoa đã chút hết xuống và chỉ còn những cái dây. Đây. Có những cái rất dài, phải đến 5-60 phân. Cây lục vừng nhà tôi đã mua của anh Hùng ở dưới Phú Châu khoảng độ 12 năm nay. Tôi đưa vào một cái bể mà trước kia là dáng trực, tôi vật trở thành dáng siêu và cắt bỏ cái phần thân chính ở vị trí sẹo này, đã múm gần hết. Và chính cái thân bây giờ đưa lên chính là cái tay của cây lục vừng. Tôi đánh quạt xuống để trở thành cái dáng siêu. Cây hoa sứ tôi đang uốn tạo dáng thành dáng huyền. Tôi cắt ra từ một cây sứ mà có cái điểm nhấn ở chỗ này, tôi cài vào cái chậu một cái thống cao. Và bây giờ Đỗ Sinh cũng dừng video ở đây với vài phút chia sẻ tâm sự với các bạn. Và chúc các bạn có nhiều những cái tác phẩm mới với đam mê của mình và luôn đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại. Và tôi có cây sung chỉ là dáng trực bình thường, nhưng mà tôi rất thích là vì thích ở cái đeo quả. Tôi vẫn thường nói với các bạn là chơi sung là sung túc sung sướng, lộc nhiều như sung, mà lại chỉ có chơi cây không có quả thì chán quá. Nhưng cây này thì đây chúng ta thấy ở dưới gốc này, phải vạch gốc mà lên. Và vạch cái này lên nó cũng có làm kít dưới này. Đấy. Chỉ ở lại hen sung, mai ngày kia lại chảy. Vâng, cứ chảy xong làm bát dưa sung ăn, xong nó lại tòi ra quả đây. Ta cứ chảy thì chảy những cái quả lớn hơn thì nó lại tòi ra những quả nhỏ cứ kế bên cạnh. Đấy, chi chít mà hình như là quanh năm đấy. Đấy. Không, quanh năm nó cũng có lúc. Nó phải có 1-2 tháng nó dừng. Thế nhưng mà nói chung là nó không có mùa nào cả. Thế đây những cái quả này bây giờ mình vặt đi này, to ra quả này. Cho nên là khi vặt giữ những cái vòi này. Những cái vòi này để đừng có đụng đến, đừng có làm hỏng, làm rơi, làm mất cái vòi. Nó cứ ra cái vòi này. Đấy. Cái này nó cũng là như cái đỗ này đây này. Vâng. Đấy. Cái đỗ nó thật đẹp. Thế ra đỗ. Tuyệt vời thật đấy. Nó ra quả cái đoạn cắt thì ăn quả thì nó lại hoa lại nở. Nó lại nở, nó trồi ra ở đấy. Đấy, cho nên là các cái vòi này phải giữ. Hay quá. Cái đỗ này mà giờ cứ nắng nhỏ nhỏ trong dòng mới là... Cũng chỉ cần một cây sung như thế này là cứ 2-3 ngày ta lại có bát dưa sung ngon. Đấy. Ăn là giọt thật là nhiều kali và lại lành. Không sợ thuốc thang độc đước gì cả. Đấy. Tuyệt vời. Anh thì ăn cả, chị thì ăn sung. Vâng. Tôi thỉnh thoảng tôi rằng.